VNPT Mobile Money là một loại tiền gắn với tài khoản di động của các thuê bao Vinaphone. Mọi thuê bao Vinaphone có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền, thanh toán ngay trên điện thoại di động mà không cần đến tài khoản ngân hàng và kết nối Wi-Fi 3G, 4G. Mỗi khách hàng chỉ được mở một tài khoản VNPT Mobile Money khi thỏa mãn các điều kiện: chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu trùng thông tin đăng ký thuê bao Vinaphone, thuê bao di động Vinaphone kích hoạt và sử dụng trên 3 tháng, định danh xác thực với VNPT. Sử dụng VNPT Mobile Money, khách hàng sẽ được trải nghiệm các dịch vụ hiện đại như thanh toán trực tuyến các dịch vụ công, dịch vụ thiết yếu, các tiện ích thường ngày trong cuộc sống, mọi lúc, mọi nơi, thanh toán, nạp rút tiền tại tất cả các điểm giao dịch của Vinaphone và hàng trăm nghìn điểm cung cấp dịch vụ trên toàn quốc với hạn mức thanh toán chuyển tiền lên đến 10 triệu đồng một tháng. Các giao dịch đều có tính bảo mật cao, minh bạch và rõ ràng.